Hello, hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của mình. Hôm nay là mình trở về với quê hương đất nước Việt Nam. Đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm với vấn đề VinFast xe điện, xe taxi điện. Các bạn thấy ở quê hương Việt Nam, xe điện VinFast phục vụ trong mọi nẻo đường quê hương đất nước Việt Nam thân yêu chúng ta. Các bạn thấy hôm nay mình đi thăm anh chị em các bạn và bà con, nhậu cũng hơi nhiều cho nên mình gọi VinFast để taxi VinFast để đặng mình của Vin á, là mình chờ về nhà. Tại vì tình vấn đề ở Việt Nam hiện nay, vấn đề mà các bạn thấy, vấn đề mà Việt Nam siết chặt lại vấn đề mà nhậu nhẹt rượu bia rồi, để giảm bớt cái tình trạng mà giao thông vấn nạn rồi gây ra tai nạn. Đi đây là một điều rất là đáng mừng. Anh chị các bạn thấy, đối với tôi là cái vấn đề mà Việt Nam siết chặt về vấn đề mà rượu bia, uống rượu có nồng độ cồn rồi mà lái xe đó, gây đến vấn đề mà tai nạn giao thông và chết chóc, thì điều mà Việt Nam mình đi sau với những cái quốc gia phát triển như bên Mỹ. Các bạn thấy ở bên Mỹ, nếu mà lái xe mà có nồng độ cồn, các bạn biết nó phạt rất là nặng, từ 3.000 đô trở lên. Nếu mà bị 3 lần là sẽ giam bằng lái, có thể là bị cảnh sát nó sẽ niêm phong chiếc xe và nó sẽ đặt những cái định vị trong đó. Khi mà người lái xe đó mà có nồng độ cồn mà lên xe phải thổi chiếc xe nó mới chạy, mà không không có nồng độ cồn á, thì cảnh sát nó theo dõi rất là chặt chẽ. Các bạn thấy ở Việt Nam mình mới bắt đầu, trong theo như tôi tìm hiểu á, thì ở Việt Nam mình các bạn thấy, từ khi mà vấn đề mà nồng độ cồn mà xảy ra mà Việt Nam siết chặt lại đó, thì vấn nạn về giao thông nó giảm rất là nhiều. Theo như tôi nhìn thấy, nó giảm tới vấn đề mà tai nạn đồ đó, chết chóc rồi, có thể nói là đến 50%. Điều đấy là đáng mừng. Nhưng đối với các thế lực mà xuyên tạc chống phá đất nước, các bạn thấy họ tìm đủ mọi cái phương tiện để rằng mà nhìn vào những cái vấn nạn của xã hội Việt Nam, để rằng họ xuyên tạc chống phá Việt Nam. Thì tôi ở Mỹ, tôi thấy tình hình Việt Nam ngày càng, đất nước ngày càng một thay đổi, phát triển, đổi mới để rằng phù hợp với lại cộng đồng thế giới. Các bạn thấy người dân Việt Nam của mình ngày càng họ ý thức, khi mà chính phủ Việt Nam ra những cái thông điệp vấn đề mà bia rượu, thì các bạn thấy nó giảm thiểu rất là nhiều về vấn đề mà tai nạn giao thông. Đó là điều đáng mừng và khích lệ. Đây cũng nói đến vấn đề và dân trí. Các bạn, dân trí mà khi mà người dân sự hiểu biết của họ càng nâng được lên cao, thì ý thức cộng đồng nó càng cao, thì nó giảm bớt đi những cái tiêu cực trong cái xã hội. Việt Nam mình từng bước phát triển và đổi mới. Anh chị các bạn thấy đây là hôm nay lần đầu tiên mình trở về với quê hương đất nước, thì mình đi được chiếc xe điện VinFast. Trở về Việt Nam mình thấy vấn đề mà các bạn biết, nói đến VinFast ở Việt Nam đó, thì tôi thấy phải nói là tự hào, phải nói là rất là vui. Mà VinFast đang phát triển trong cái nội địa rất là mạnh. Nhiều người dân Việt Nam lòng tự hào dân tộc và yêu quê hương tổ quốc. Các bạn thấy họ bắt đầu họ dùng cái thương hiệu Việt Nam VinFast xe điện rất là nhiều. Tôi không ngờ đấy. Tôi phải nói là tôi rất là ngạc nhiên. Nhưng mà trên cái thương trường Mỹ, mặc dù VinFast có những cái gọi là thất bại, nhưng mà ở quê nhà, chứ thương trường nội địa, VinFast phải nói là đối với tôi thấy là thành công. Đó là điều mà khích lệ và đáng mừng. Tôi cảm thấy rất là vui và tự hào. Mặc dù tôi có những cái nhận định mà nhiều người họ không đồng ý, khi mà VinFast tham gia vào cái thị trường mà của Mỹ. Thị trường của Mỹ là một cái thị trường rất là khó, khắc nghiệt. Khắc nghiệt các bạn biết, nó không phải giống như Việt Nam. Thì tôi thấy rằng cái thị trường Việt Nam sẽ tạo ra những cái nguồn lực mạnh cho VinFast trong cái sự
gọi là nội địa hóa và phát triển trong tương lai. Đó là cái điều rất là khích lệ và đáng mừng. Khi tôi trở về tôi nhìn thấy là như vậy. Tôi thấy đi ra ngoài ngõ ngách, đường phố, mọi nơi nhìn rất là nhiều những cái chiếc xe mà của VinFast, xe điện được người dân Việt Nam hưởng ứng rất là nồng nhiệt. Tôi cảm thấy rất là tự hào, rất là vui. Thì hôm nay lần đầu tiên trải nghiệm trên cái chiếc xe VinFast này, tôi cảm thấy rất là tự hào, ngồi rất là im ả. Mặc dù là xe điện của VinFast không đến nỗi tệ giống như nhiều người những cái thành phần mà xuyên tạc chống phá đất nước nó xuyên tạc. Tôi thì chỉ phân tích những vấn đề mà trên cái thương trường quốc tế. Khi tôi còn ở bên Mỹ thì các bạn thấy tôi chỉ phân tích theo cái thị trường mà VinFast đầu tư thôi. Cái thương trường của Mỹ nó không dễ cho VinFast để đặng mà vươn lên. Nhưng mà cái thị trường Việt Nam tôi thấy là VinFast có rất là nhiều những cái tiềm năng. Tôi phải cảm thấy rất là vui khi tôi cảm thấy rất là ngạc nhiên khi VinFast ở Việt Nam nhiều người dân họ hưởng ứng một cách rất là nồng nhiệt nha. Từ taxi của VinFast mà từ những người dân cũng vậy, họ làm chủ những cái xe điện của VinFast, phải nói là vui, rất là vui. Thì hôm nay sẵn dịp mình có cơ hội mình đi taxi của VinFast để trải nghiệm cái sự hiểu biết của mình, thì mình chia sẻ với anh chị các bạn để anh chị các bạn thấy. Thôi thì lại mình xin chào quý ông bà anh chị các bạn nha. Bye 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 bye.